Hải đang phát xin chào bạn. Sau đây Hải đang phát xin giới thiệu các bạn cần ISO khuyên nhỏ GB kép. Cái này cần giả trúc các bạn. Cần trôi cần này. Thiết kế rất đẹp. Thon hơi loe ra một chút. Cần bát gà máy. Đây là cần hiện thấy đang phân phối 3 size 36, 4,5 và 5,4. Đây là 36 các bạn. Đây, khuyên này, khuyên mạ vàng, tất cả các đốt đều hơi đen một tí đầu và giả trúc rất đẹp, nhìn ngọn đen các bạn, nó ngọn màu khác rồi, còn đan từ đốt 2 giờ xuống, chúc cái này độ cứng 5 các bạn. Rất đẹp. Đẹp 36 đấy bạn, 36 bát là máy, bát này lắp được tầm máy 3.000 các bạn, to hơn không lắp được, bát nhỏ, còn chơi cần đây bạn, chơi cần, hãng GWK sản xuất, cân trọng lượng các bạn cây 36 này đây các bạn. Đây là 1, 2, 4 đốt các bạn. Gram. 91 gram. Cái 36. 4,5 đây các bạn. Khuyên khá đẹp. Khuyên bát này khuyên bát thường các bạn nhé. Sáu đốt. Cân cây 4,5 này xem bao nhiêu gam các bạn. 250 gram các bạn. Cái kia là 190 gram, 36 190 gram. Cái 54 này hơi khác một chút. Vành này các bạn nhìn vành khác này. Vành hơi khác một chút. Không vấn đề gì. Vành này nhiều mạ nhúng tí thôi. Vành kia là màu đen. Và những cây 36 các bạn. Với
4 mét rưỡi là vành, cái vành của cái khoe này đo đốt ngọn các bạn xem. Ngọn này 1,5 ly các bạn ạ. Trọng lượng cây 5,4 m đây các bạn. 327 g. Vừa rồi Hải đang xin để giới thiệu các bạn cần ISO khuyên nhỏ, độ cứng 5, chiều dài 36, 4 mét rưỡi và 5 mét 4. Cần này thu gọn tầm 1 mét, đốt ngọn 1,5 ly. Trọng lượng thì Hải đang đã cân như clip video các bạn đã xem rồi. 3,6 m là 190 g, 4,5 m là 250 g và 5,4 m là 327 g. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.